chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của mình Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là vlog một ngày thường nhật của mình cũng bắt đầu từ sáng sớm. Điều đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị mở lò sưởi nè, mở đèn, mở tivi để cho có tiếng ồn để mấy đứa con mình nó nghe nó dậy đó các bạn. Và mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng ở đây thì rất là đơn giản mọi người, không có cầu kỳ gì hết. Ăn một chút bánh rồi uống một chút sữa thôi các bạn. Thì thường mình mua những cái bánh giống như bánh waffle, bánh những cái loại bánh mà đông lạnh đó các bạn, thì mình sẽ nướng sơ lại. Có khi mình sẽ trét cái loại nhân bơ, nhân sô-cô-la để cho mấy bé nó dễ ăn, và uống một cốc sữa là đủ dinh dưỡng và đủ no để đi học các bạn. Thì bữa trưa các bé có ăn trưa ở trường vào khoảng 11 giờ rưỡi. Sáng nay thì trời mưa rất rất lạnh luôn mọi người ơi. Lạnh mà tay chân mình nó run hết luôn á. Đó, các bạn thấy ở ngoài trời âm u không? Mưa lất phất á, mưa như vậy là trời rất là lạnh. Trời lạnh như vậy cho nên là mình sẽ mặc cho mỗi bé một bộ đồ giữ ấm cơ thể. Những bộ đồ này là bộ đồ mình giữ ấm để mặc vào mùa đông á các bạn. Nó mỏng nhưng mà nó có thể giữ nhiệt. Bây giờ tới phiên mình đã đánh răng rửa mặt xong rồi, nhanh nhanh đánh một tí son dưỡng và một chút màu cho cái mặt nó tươi tắn cái chút. Mọi người, mình làm gì làm ra đường mình phải có tí màu son thì nó mới nhìn nó không có nhợt nhạt. Và bây giờ mình chuẩn bị mình đi nha các bạn. À quên, mình chia sẻ với các bạn, mình hay bị dị ứng thời tiết á, trời lạnh mình hay hắt xì, thì mình có mua cái chai xịt dị ứng thời tiết này ở Costco, rất là hiệu quả luôn á mọi người.
cover your head. Yes. Mưa mọi người ơi. Hello, chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Bây giờ mình đang đưa con mình đi học đây. Love you. Sáng này lạnh. Nói chuyện thổi ra khói vu vu luôn mọi người. Lạnh quá, lạnh luôn. Lạnh mà còn mưa lất phất nữa. Come here, listen to teacher, okay? I love you. Kiss mommy. Have a good day. Bye. You okay? Bye, Nini. I love you, Domi. Love you. Bye. Hello, mọi người. Mình vừa drop off, mình cho hai đứa nhỏ vô trường rồi. Hôm nay trời ơi, lạnh cực kỳ lạnh luôn mọi người. Mình nghĩ cái tầm này chắc khoảng 4-5 độ C gì đó. Wow, lạnh buốt cái tay luôn. Mình bận cái áo thì mình còn thấy không đủ lạnh nữa. Nói chuyện thở ra khói vù vù luôn. Ok, bây giờ mình đi về nha mọi người ơi. Mọi người, bây giờ mình chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay mình có hai con cá lù đù nè. Mình sẽ chiên sả ớt. Mình sẽ chiên bằng nồi chiên không dầu á mọi người. À, cái cá này mình đã làm sạch rồi và bẻ ráo. Bây giờ mình chỉ chuẩn bị bằm tỏi, ớt, sả mình mua sẵn. Và nó bằm sẵn rồi mọi người. Rồi, bây giờ cái số lượng hành tỏi ớt này mình sử dụng một nửa để một nửa cho món khác. Đây, mình cho vào cái sả ha. Sau mình sẽ nêm cái gia vị này vào cái hỗn hợp hành tỏi ớt. Mình sẽ cho một ít nghệ các bạn. Có nghệ vô không tốt cho sức khỏe mà nó thơm nữa. Khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Khoảng một muỗng cà phê muối. Nửa muỗng thôi, chứ mình sử dụng muối hồng. Rồi tiêu tùy thích. Một nêm gà. Khoảng một muỗng cà phê. Và tỏi, bột tỏi nè. Khoảng 2 muỗng cà phê. Cái garlic salt là cái bột tỏi các bạn. Mình sử dụng loại này đây. Khoảng nửa muỗng cà phê. Và ớt bột paprika. Đó, cho nó thơm, không có cay. Khoảng 1/4 muỗng cà phê. Và cuối cùng là nửa muỗng cà phê đường để nó trung hòa cái vị. Nửa muỗng thôi các bạn. À quên, mình cho khoảng 1/4 muỗng bột sả nữa. Tuy là có sả nhưng mà mình vẫn thích cho bột sả để nó thơm đó. Chiên bằng nồi chiên không dầu các bạn, cho nên cũng không có sợ bị cháy mấy cái gia vị tỏi ớt này. Chứ mình chiên bằng chảo bằng dầu đó, thì nó dễ cháy lắm, cho nên là thường mình chiên bằng chảo thì mình sẽ để mấy cái này nó ra nó mình phi sau. Cái cá này mình sẽ khứa nè mọi người. Mình sẽ khứa cho nó mau thấm gia vị. Mình thấm thêm cho nó khô. Để lúc chiên nó không có bị bắn dầu á.
100 luôn. Mình ướp mình vào mấy cái khứa cá đó các bạn cho nó thấm. Ướp được khoảng 20 phút rồi các bạn. Mình dùng dầu á, mình lên cái nồi chiên xăng dầu này. Để một lát mình chiên cá nó không có dính. Cá vào. Mình cũng xịt dầu lên cá luôn. Các bạn thấy nhiều thì không có nhiều đâu, tại vì cái này là nó ít hơn là mình chiên trong chảo nhiều á. Rồi mình để cái chế độ là chiên cá nha, là 400 độ F nè, trong vòng mình sẽ tăng lên 10 phút, không có đủ đâu, mình sẽ tăng lên khoảng 20 phút nha các bạn. Có gì 10 phút mình sẽ trở mặt, rồi mình cứ để đó nó chiên nha các bạn. Ở đây mình có một ít tôm nè các bạn, mình sẽ làm tôm rim nước dừa. Cái này mình làm cho Sydney ăn, Sydney rất là thích món này, rất là thích tôm. Đây mình đã rửa sạch rồi à, và đây cũng có cái hành tỏi nãy mình còn làm, chừa một nửa đó mình sẽ làm món này. Màu đều nha, cho nó có màu đẹp. Bây giờ hành tỏi đã thơm, mình sẽ cho gia vị vào luôn nha. Cho khoảng 1 muỗng cà phê đường. 1-2 muỗng cà phê bột nêm. Ít nước mắm. Và một ít nước dừa để làm loãng, làm tan cái gia vị ra. Nếm thử xem là có vừa mẹ hay chưa nha. Cái này chưa có tôm thì mình có thể nêm nếm được. Bây giờ mình cho tôm vào luôn, mình xào. Bây giờ tôm đã chín và ngấm gia vị thì mình sẽ cho nước dừa vào mình rim nha các bạn. Nước dừa này rất là ngon. Rồi mình để rim cho tôm nó thật là thấm gia vị hơn nữa thì mình rim trong khoảng 15 phút nha. Các bạn có thể cho thêm tiêu để thơm. Nãy giờ mình nướng được khoảng 13 phút rồi các bạn.
rồi mình sẽ trở mặt cá trở nha. Mặt cá mà mình sẽ xịt thêm một lớp này ra mặt ra cái mặt mình vừa trở đó. Rồi mình lại chiên thêm 7 phút còn lại. Cơm của mình nhìn màu rất là ngon nè mọi người. Nó rút nước một tí là được á, mình chừa một tí nước để mình chan cơm á, tại vì mấy cái nít á ăn có chan nước á. Xong mình cho ra dĩa nè mọi người, nhìn hấp dẫn không? Xả ớt, tỏi nãy các bạn mình ướp cá còn á, bây giờ mình sẽ phi lên một lát rồi mình sẽ rắc lên trên mặt cá sau khi chiên xong. Chiên xong mình đem ra ngoài và mình rắc cái xả mình phi trên chảo nãy các bạn nhớ, đâu có thua gì chiên trên chảo với lại ngập dầu đúng không các bạn, khi mà nồi chiên không dầu thôi đó, ăn vậy nó ngon mà nó có tốt sức khỏe nữa, rất là hấp dẫn luôn. Đây mọi người xem mình có nồi canh tôm khô cải thảo nè mọi người. Hai đứa nhỏ nhà mình nó rất là thích ăn canh cho nên là làm gì làm cũng phải có nồi canh, thì đáng lẽ là phải có hành ngò nữa nhưng mà nhà mình hết hành ngò rồi, vậy tạm đỡ đi. Đó, bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Mọi người, mình đang làm bánh macaron đây. Yeah, các bạn thấy thành phần của mình ra rất là hoàn hảo luôn, ruột bánh đầy ở trong nè. Cái này mình làm theo phương pháp Ý á các bạn, Italian macaron. Mình có cái chị bạn thân của mình á, chị muốn đặt để biếu bạn bè và khách hàng á, cho nên là chị đặt mình cũng khá là nhiều, cho nên hôm nay mình sẽ dành thời gian để làm bánh macaron. Dễ thương không mọi người?